Chào mừng các bạn đến với podcast của Kadano.vn Đây là podcast số 258 Hôm nay, ngày 21 tháng 1 năm 2024 Trong podcast này chúng ta sẽ đến với bài Thật thông minh khi sử dụng các ứng dụng vừa lơ tớt V2 Các khối Kadano thường đầy trong thời gian dài hơn Có thể xảy ra trường hợp mempool đã đầy Trong trường hợp này Người dùng có thể không gửi được giao dịch trong lần thử đầu tiên các ứng dụng thế hệ đầu tiên được xây dựng trên Bluetooth V, một hoạt động kém hiệu quả. Bằng cách chọn sử dụng ứng dụng Bluetooth V2 thay vì ứng dụng Bluetooth V1, người dùng có thể tác động đến số lượng giao dịch phù hợp với một khối. Bằng cách này, chúng có thể đóng góp đáng kể vào thông lượng mạng cao hơn. Bluetooth V1 là phiên bản đầu tiên của Bluetooth, được giới thiệu trong Hackforce Alonso vào tháng 9 năm 2021. Với phiên bản này, các nhà phát triển có thể bắt đầu xây dựng các ứng dụng đầu tiên cho Cardano. Tất cả các deck phổ biến như Minswap, Sundiswap và Windreaders đều được xây dựng trên tờ V1. Tờ Lotus V2 được giới thiệu trong HVAC VASIL vào tháng 9 năm 2022. VASIL bao gồm việc triển khai một số ship quan trọng, đặc biệt là ship 31, ship 32 và ship 33. Những điều này có tác động đáng kể đến việc tăng hiệu quả của hợp đồng thông minh. Các ứng dụng được tạo bằng Flutter v2 hiệu quả hơn, đặc biệt là từ góc độ lưu trữ, điều này có tác động tích cực đến thông lượng mạng. Người dùng nên ưu tiên sử dụng các ứng dụng được xây dựng trên Flutter v2 vì tài nguyên mạng được sử dụng hiệu quả hơn. Flutter v1 khác với Flutter v2 như thế nào? Hãy giải thích ngắn gọn những gì Flutter v2 mang lại. Trong Polkadot V1, dữ liệu được đưa vào đầu ra gia giao dịch. Họ lưu trữ và cung cấp quyền truy cập vào thông tin trên blockchain. Để truy cập thông tin trong datum, cần phải sử dụng đầu ra mà datum được gắn vào. Điều này đòi hỏi phải tạo lại một đầu ra đã chi tiêu. Đây là một cách tiếp cận rất kém hiệu quả. Việc bổ sung các đầu vào tham chiếu trong Polkadot V2, zip 31, cho phép các nhà phát triển xem dữ liệu mà không cần thực hiện thêm bước nào. Điều này tạo điều kiện truy cập vào thông tin được lưu trữ trên blockchain mà không cần chi tiêu và tạo lại UTXO. Nhờ đầu vào tham chiếu, các ứng dụng có thể kiểm tra trạng thái hiện tại, giá trị bị khóa, một cách hiệu quả. Các nhà cung cấp dữ liệu on trên có thể lưu trữ dữ liệu ở đầu ra và dữ liệu này có thể được tham chiếu bởi các tập lệnh khác, người tiêu dùng dữ liệu. Nhà cung cấp chỉ trả tiền cho việc lưu trữ dữ liệu một lần và dữ liệu có thể được các tập lệnh khác sử dụng nhiều lần liên tiếp trong Plutus V1, dữ liệu giao dịch được gắn vào đầu ra dưới dạng hàm băm. Với việc triển khai Datum nội tuyến, ZIP32, giờ đây các nhà phát triển có thể tạo tập lệnh và đính kèm Datum trực tiếp vào đầu ra thay vì sử dụng hàm băm của chúng. Điều này đơn giản hóa cách sử dụng ngày tháng. Người dùng có thể xem dữ liệu thực tế thay vì cung cấp dữ liệu đó để khớp với hàm băm đã cho. Điều này giúp đơn giản hóa việc truyền đạt các giá trị Datum giữa những người dùng. Và đầu ra gia giao dịch có thể chứa hàm băm hoặc đa tung. Khi một đầu ra có đa tung nội tuyến được chi tiêu, giao dịch chi tiêu không cần phải cung cấp đa tung đó. Trong vừa lơ tớp V1, khi chi tiêu một đầu ra bị khóa trong tập lệnh vừa lơ tớp, tập lệnh phải được đưa vào giao dịch chi tiêu. Điều này làm tăng quy mô của giao dịch và cũng gây ra sự chậm trễ nhất định trong quá trình xử lý. Bản nâng cấp tập lệnh tham chiếu, ZIP 33 cho phép các nhà phát triển tham chiếu tập lệnh mà không cần đưa tập lệnh đó vào mỗi giao dịch. Điều này làm giảm đáng kể quy mô giao dịch, cải thiện thông lượng và giảm chi phí thực thi tập lệnh. Bạn chỉ cần thanh toán một lần để lưu trữ tập lệnh trong blockchain và tập lệnh có thể được sử dụng, được tham chiếu, nhiều lần. Tại sao thích ứng dụng Bluetooth V2? Giao dịch từ ứng dụng Bluetooth V1 chiếm nhiều không gian khối hơn đáng kể so với giao dịch từ ứng dụng Bluetooth V2. Việc sử dụng các ứng dụng Bluetooth V1 làm giảm thông lượng mạng vì có ít giao dịch hơn, ít thao tác của người dùng hơn, được xếp vào một khối. Hiện tại, khoảng một nửa số giao dịch hợp đồng thông minh sử dụng Bluetooth V1, nửa còn lại sử dụng Bluetooth V2. Tuy nhiên, các giao dịch từ ứng dụng Bluetooth V1 chiếm tới 90% không gian khối. Việc sử dụng giao dịch Bluetooth V2 ngày càng tăng theo thời gian nhưng gần đây đã bắt đầu giảm nhẹ. Các ứng dụng mới hơn hầu hết được xây dựng trên Voler톱 V2. Nhiều nhóm đang di chuyển ứng dụng của họ từ Voler톱 V1 sang Voler톱 V2. Có thể dự đoán rằng những ứng dụng phổ biến nhất sẽ sớm có mặt trên Voler톱 V2. Lượng giao dịch từ ứng dụng Voler톱 V2 rất có thể sẽ tăng lên. Người dùng có thể đóng góp vào thông lượng cao hơn của mạng Cardano bằng cách ưu tiên các ứng dụng Voler톱 V2. Họ cũng có thể cho các nhóm biết rằng họ yêu cầu di chuyển ứng dụng sang phiên bản mới hơn. Nếu bạn muốn biết phiên bản nào của tập lệnh tớt được ứng dụng bạn đang sử dụng, bạn có thể tìm hiểu qua chiếc lo trong phần đề áp. Tìm ứng dụng bạn quan tâm và sau đó nhấp vào hàm băm tập lệnh. Một cửa sổ mới sẽ mở ra trong đó bạn sẽ tìm thấy phiên bản tớt Giao thức Indigo sử dụng Vlotus V2, tập lệnh nhóm ổn định. Thật tốt khi biết rằng việc sử dụng hiệu quả tài nguyên mạng không chỉ ảnh hưởng đến phiên bản Bluetooth mà còn ảnh hưởng đến việc triển khai tập lệnh cụ thể. Ví dụ, quy mô giao dịch từ một số đếch sử dụng cùng một phiên bản Bluetooth có thể khác nhau đáng kể. Tuy nhiên, phiên bản Bluetooth có tác động đáng kể đến quy mô giao dịch. Quy mô giao dịch trung bình từ các đếch sử dụng Bluetooth V2 có thể nhỏ hơn tới 5 lần so với các đếch sử dụng Bluetooth V1. Trong trường hợp tối ưu nhất, nó có thể nhỏ hơn tới 10 lần. Nếu tất cả người dùng bắt đầu chỉ sử dụng ứng dụng với Bluetooth V2, thông lượng của mạng Cardano có thể tăng đáng kể, có thể vài lần. Như vậy, các nhóm có ứng dụng chạy trên Bluetooth V1 nên chuyển sang Bluetooth V2 càng nhanh càng tốt. Điều này tốn công sức, thời gian và tiền bạc. Sẽ cần phải thực hiện kiểm tra bảo mật các tập lệnh mới. Nhiều nhóm đã thông báo rằng họ đang tiến hành di chuyển Người dùng có thể sử dụng các ứng dụng họ muốn. Tuy nhiên, họ nên biết hậu quả nếu quyết định sử dụng một ứng dụng không hiệu quả. Đặc biệt nếu mạng trở nên tắc nghẽn, người dùng có thể giúp cải thiện đáng kể thông lượng của Cardano bằng cách đưa ra lựa chọn đúng đắn. Hãy nhớ rằng hiệu quả cao hơn sẽ dẫn đến mức phí thấp hơn. Các bạn vừa nghe xong podcast số 258 của kênh cardano.vn với nội dung: Thật thông minh khi sử dụng các ứng dụng Polkadot V2. Nếu thông tin hữu ích Hãy đăng ký, chia sẻ kênh và tiếp tục đón nghe các podcast tiếp theo của chúng tôi, đặc biệt là định kỳ sáng chủ nhật hàng tuần, chúng tôi có podcast phổ biến kiến thức về blockchain. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các podcast tiếp theo.